Nội soi đã được khoa học thế giới biết từ những năm 30-40 của thế kỷ 20, nhưng chỉ được y học ứng dụng rộng rãi khoảng vài chục năm trở lại đây. Ở Việt Nam, kỹ thuật nội soi trong sản phụ khoa cũng đã áp dụng hàng chục năm trước và đặc biệt phát triển nhanh chóng trong khoảng từ 5 đến 7 năm qua. Ban đầu, phẫu thuật nội soi được áp dụng với những khối u nhỏ của buồng trứng, tử cung. Sau đó là phẫu thuật những khối u có kích thước lớn hơn, ít di động. Cắt tử cung qua nội soi được xem là cấp độ cao trong phẫu thuật nội soi, nhưng cao hơn nữa, kỹ thuật nội soi còn có thể giúp thực hiện những phẫu thuật khối u ung thư có biểu hiện di căn. Xin được chào mừng quý vị và các bạn đã đến với mục trò chuyện cuộc sống. Quý vị và các bạn thân mến, trong những năm gần đây, kỹ thuật phẫu thuật nội soi đang hết sức phát triển và được áp dụng để điều trị nhiều bệnh lý khác nhau. Đặc biệt trong phụ khoa thì kỹ thuật này cũng đã được áp dụng rộng rãi và đã đem lại rất nhiều kết quả khả quan. Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu thêm thông tin về kỹ thuật này cùng với vị khách mời của chương trình. Xin được giới thiệu đến quý vị và các bạn tiến sĩ bác sĩ Robert Rishi, cố vấn cao cấp của Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc. Good afternoon, sir. Donc bonjour, je vous remercie de m'avoir invité. Thưa bác sĩ, câu hỏi đầu tiên, chúng tôi xin được hỏi bác sĩ, phẫu thuật nội soi sẽ được áp dụng để điều trị những bệnh lý nào trong phụ khoa? Trước khi trả lời các câu hỏi của các bạn, tôi muốn giới thiệu đôi điều về lịch sử phát triển của phẫu thuật nội soi. Trong những năm 1975, phẫu thuật nội soi được các bác sĩ sản phụ khoa thực hiện đầu tiên để chẩn đoán đau bụng trậu. Kỹ thuật này sau đó phát triển nhanh chóng và trong những năm 1990, việc điều trị thai ngoài tử cung và u nang buồng trứng bằng phương pháp nội soi đã trở nên khá phổ biến. Cũng trong thời gian này, kỹ thuật nội soi và các trang thiết bị trong nội soi đã nhanh chóng phát triển và được sử dụng trong các chuyên ngành khác nhau, nhất là trong phẫu thuật tiêu hóa nhằm điều trị cắt sỏi mật hay ruột thừa. Phẫu thuật nội soi đã thực sự là một cuộc cách mạng trong ngành phẫu thuật. Và phẫu thuật nội soi ngày nay, với những tiến bộ về trang thiết bị, đã trở thành chuẩn mực mở ra nhiều khả năng mới nhằm thực hiện hầu như tất cả các loại hình phẫu thuật khác nhau. Trong phụ khoa, hầu như tất cả các phẫu thuật thực hiện bằng phương pháp mổ hở thì hiện nay đều được thực hiện bằng phương pháp nội soi. Sau đây tôi sẽ giới thiệu một số loại phẫu thuật khác nhau được thực hiện bằng kỹ thuật nội soi. Trước tiên là phẫu thuật nội soi nhằm chẩn đoán. Tất cả các vấn đề về vô sinh nhằm kiểm tra sự thông thoáng của vòi trứng hoặc là tắc ống dẫn trứng. Nội soi chẩn đoán là một phần lớn của bước đầu điều trị bằng phương pháp phẫu thuật nội soi. Thứ hai, phẫu thuật nội soi được ứng dụng trong phẫu thuật phần phụ, ví dụ như u nang buồng trứng, thai ngoài tử cung, sửa chữa ống dẫn trứng và đặc biệt là thắt vòi trứng bằng kỹ thuật nội soi. Ngoài ra, nhờ vào sự ra đời của nhiều trang thiết bị hiện đại, nội soi còn được áp dụng trong phẫu thuật tử cung bằng cách cắt nhỏ u xơ bằng một thiết bị tối tần. Ngày nay, với sự phát triển của nhiều trang thiết bị đặc biệt cho phép phẫu thuật nội soi được ứng dụng cho hầu hết các loại phẫu thuật. Cuối cùng, phẫu thuật nội soi được ứng dụng trong phẫu thuật ung bướu. Phẫu thuật nội soi trong lĩnh vực ung bướu hiện nay đang trong giai đoạn đầu nhằm xác định chủ yếu các giai đoạn của ung thư và trong một số trường hợp, kỹ thuật nội soi được áp dụng trong điều trị ung thư ở những giai đoạn đầu. Đây là hướng điều trị hoàn toàn mới, sẽ được áp dụng rộng rãi trong tương lai. Và hiện nay, chỉ có một số nhóm bác sĩ ở châu Á, châu Âu và Mỹ áp dụng hướng điều trị mới này. Vậy bác sĩ có thể mô tả kỹ hơn về cách thức tiến hành một ca phẫu thuật nội soi phụ khoa được không ạ? Phẫu thuật nội soi có các cách tiếp cận khác nhau khi mổ cùng một loại phẫu thuật. Nó đòi hỏi người phẫu thuật luyện tập thường xuyên và từng bước thực hiện được hầu hết các loại phẫu thuật phụ khoa bằng phương pháp nội soi. Chỉ cần phòng mổ được trang thiết bị đầy đủ, phẫu thuật nội soi còn được gọi là phẫu thuật xâm lấn tối thiểu. Bệnh nhân sẽ được gây mê trước khi tiến hành nội soi ổ bụng. Bác sĩ sẽ rạch một đường nhỏ ở dưới rốn để đưa ống thông vào ổ bụng và bơm chất khí CO2 khoảng từ 3 tới 4 lít vào ổ bụng. Khi ổ bụng được bơm đầy khí CO2, ống kính máy ảnh và đèn nội soi được đưa vào cho phép quan sát vùng bụng trậu và các cơ quan. Các dụng cụ phẫu thuật khác như kéo, kẹp, dụng cụ đốt điện sẽ được đưa vào ổ bụng qua các đường rạch nhỏ khác ở thành bụng, 2 hoặc 3 lỗ, kích thước từ 5 cho tới 10 mm.
và phẫu thuật nội soi sẽ được tiến hành thông qua một màn hình nhỏ. Tôi sẽ cho các bạn xem một bộ phim nhỏ về kỹ thuật nội soi. Đoạn video này mô tả quá trình phẫu thuật nội soi, điều trị thai ngoài tử cung và cắt vòi trứng. Đây là phía trong khoang bụng phần phụ khoa. Chúng ta thấy rất ít máu trong túi cùng. Bên phải là buồng trứng màu trắng ngà và vòi trứng, cả hai đều tốt. Tử cung bình thường. Bên trái chúng ta có thể thấy phần trực tràng, bên dưới có kết dính. Với nhíp phẫu thuật, chúng ta nhẹ nhàng gỡ xoắn vòi trứng. Khối nhỏ màu tím là khối thai với một ít máu tụ xung quanh. Chúng ta sẽ cắt vòi trứng bằng kéo phẫu thuật và đốt điện cầm máu. Chúng ta cắt từ từ vòi trứng và hầu như chúng ta không hề thấy máu vì chúng ta đã ngừa trước việc chảy máu. Vì nếu chảy máu, người phẫu thuật sẽ không nhìn thấy để tiếp tục quá trình phẫu thuật. On est presque à la fin, vous allez voir la réalisation donc d'une salpingectomie. Phẫu thuật gần như kết thúc. Vòi trứng được lấy ra từ khoang bụng, sau đó dịch nhầy. Khí cũng sẽ được hút ra và quá trình phẫu thuật hoàn thành. Bệnh nhân có thể ra về sau 24 tiếng. Và nhân dịp này cũng có một số câu hỏi được gửi tới từ phía khán giả của chương trình. Ngay sau đây Phương Mai xin mời bác sĩ chúng ta hãy cùng lắng nghe những câu hỏi. Dạ, xin chào bác sĩ ạ. Theo tôi được biết thì phẫu thuật nội soi thì sẽ làm cho vết sẹo của mình rất nhỏ và mau lành. Vậy ngoài những cái ưu điểm như vậy thì phẫu thuật phụ khoa bằng phương pháp nội soi thì có những ưu điểm gì hơn nữa không ạ, thưa bác sĩ? Ban đầu, kỹ thuật mổ nội soi được đặc trưng với vết mổ ngắn và rất mau lành. Dần dần, người ta còn nhận ra rằng phẫu thuật nội soi không chỉ có ưu điểm là vết sẹo nhỏ, mà chất lượng phẫu thuật, các biến chứng sau mổ bằng phương pháp nội soi cũng rất quan trọng. Ngoài ưu điểm mang tính thẩm mỹ là đường mổ ngắn, từ 5 tới 10 mm, thì phẫu thuật nội soi còn có rất nhiều ưu điểm khác. Ưu điểm về chất lượng phẫu thuật được thể hiện rõ, hình ảnh được phóng đại nên bác sĩ phẫu thuật có thể nhìn rõ hơn, độ chính xác cao hơn, phẫu thuật hiệu quả hơn, do đó các biến chứng liên quan tới phẫu thuật cũng được giảm hẳn. Ưu điểm sau phẫu thuật hầu như không đau, ít nhiễm trùng, bệnh nhân ít mất máu hơn, ít đau hơn sau mổ và phục hồi nhanh chóng. Thời gian nằm viện ngắn, một ngày đối với phẫu thuật phần phụ và hai ngày đối với phẫu thuật cắt tử cung. Phẫu thuật nội soi giúp bệnh nhân có thể nhanh chóng làm việc bình thường trở lại. Tuy nhiên, bệnh nhân vẫn cần nghỉ ngơi và không nên làm việc gắng sức, cho dù sức khỏe cho phép. Vậy còn về mặt biến chứng thì sao ạ? Liệu chúng ta sẽ phải đối mặt với những biến chứng như thế nào sau ca phẫu thuật này ạ? Thực sự, hầu như phẫu thuật nào cũng có biến chứng. Có hai loại biến chứng. Tai biến chung giống như trong các loại mổ khác, nhưng ít hơn. Điều này có nghĩa là cho dù phẫu thuật cắt tử cung qua ngã âm đạo, mổ hở, hay bằng phương pháp nội soi, thì đều có những biến chứng phẫu thuật chung giống nhau. Các tai biến đặc biệt trong phẫu thuật nội soi gồm có: thứ nhất, tai biến liên quan tới quá trình lúc ban đầu, khi đưa ống dẫn nội soi vào, có thể gây tổn thương tới các cơ quan khác. Nhưng người phẫu thuật bằng kinh nghiệm của mình có thể giảm thiểu tai biến này tới mức tối thiểu, đó là 0%. Hầu như vết mổ phẫu thuật nội soi không gây đau đớn cho bệnh nhân. Tuy nhiên, có nhiều trường hợp được ghi nhận đau vai. Cơn đau có thể kéo dài 48 tiếng, nhưng không gây nguy hiểm. Nguy cơ lớn nhất trong phẫu thuật nội soi là việc chuyển từ mổ nội soi qua mổ hở. Đôi khi, kỹ thuật nội soi không thể giải quyết được vấn đề do kích cỡ khối u, kết dính hay biến chứng. Sự cần thiết phải chuyển sang mổ hở là nhằm đảm bảo an toàn cho bệnh nhân. Vì vậy, việc tư vấn cho bệnh nhân về khả năng các tai biến có thể xảy ra là rất quan trọng và bệnh nhân đồng ý ký vào giấy chấp nhận. À ce moment-là, malheureusement, techniquement, ce ne sera pas possible et vous serez obligé d'ouvrir. Donc la patiente va être très déçue et il ne faut pas appeler ça une complication, il faudrait plutôt appeler ça un risque.
để có thể có được một ca phẫu thuật nội soi phụ khoa thành công và ít để lại biến chứng thì bác sĩ sẽ có những lời khuyên gì dành cho những bệnh nhân ạ? Nhằm hạn chế thấp nhất những tai biến có thể xảy ra, bệnh nhân nên chọn bệnh viện có thể đáp ứng được loại hình mổ của mình, tức là chọn phẫu thuật nội soi tại những bệnh viện lớn, đầy đủ tiện nghi về kỹ thuật nội soi với màn hình 3D. Có trang thiết bị phù hợp như là máy cắt xén nhỏ trong phẫu thuật cắt u xơ, cần đẩy trong phẫu thuật cắt tử cung và dụng cụ đốt điện cầm máu chính xác và chất lượng cao. Bác sĩ phẫu thuật nội soi có nhiều kinh nghiệm. Rõ ràng là nếu chọn phẫu thuật, đối với một bác sĩ mới bắt đầu học phẫu thuật nội soi sẽ không giống như được phẫu thuật bởi một bác sĩ nội soi có kinh nghiệm lâu năm. Vậy bệnh nhân nên chọn đồng thời bệnh viện có đầy đủ trang thiết bị và bác sĩ có kinh nghiệm. Donc là il y a pas de souci et là il faut pousser la patiente donc à bouger. Là avec la laparoscopie au contraire, c'est l'inverse, il faut la pousser à ne pas en faire trop. Thưa bác sĩ, còn đây là câu hỏi thứ hai của khán giả của chương trình mà rất mong đợi bác sĩ được tư vấn. Xin mời bác sĩ. Thưa bác sĩ, tôi có người nhà sắp sửa phẫu thuật nội soi về u nang buồng trứng. Tôi muốn biết là sau khi phẫu thuật có cái chế độ chăm sóc đặc biệt nào dành cho người bệnh hay không? Tôi nhờ bác sĩ tư vấn để có thể chăm sóc tốt cho người nhà của mình. Thực sự, nếu bạn của bạn hoặc trong gia đình bạn có người thân phải phẫu thuật u nang buồng trứng, bạn và người thân của bạn sẽ rất ngạc nhiên trước sự hồi phục nhanh chóng. Chăm sóc người nhà sau phẫu thuật nội soi rất đơn giản. Người bệnh được xuất viện sau phẫu thuật từ 1 tới 2 ngày. Lúc này, bệnh nhân đã được tháo băng, có khoảng 3 tới 4 vết thương nhỏ, kích cỡ từ 5 tới 6 mm. Chúng ta chỉ cần rửa vết thương bằng xà phòng và lau khô, không cần phải theo một chế độ ăn đặc biệt nào. Bệnh nhân có thể đi đứng và hoạt động bình thường nhưng không quá mạnh, cho dù cảm thấy sức khỏe cho phép. Nếu có triệu chứng sốt, ớn lạnh, nôn mửa hay chưa xì hơi, không nên ở nhà mà cần phải tới gặp bác sĩ phẫu thuật ngay. Vấn đề quan trọng nhất sau mổ đó là bệnh nhân chỉ nằm một chỗ trên giường và không muốn cử động. Vậy nên chúng ta nên khuyến khích bệnh nhân hoạt động nhưng không quá sức. Parce que c'est évident que si vous prenez un chirurgien débutant, ce ne sera pas la même chose que si vous prenez un chirurgien expérimenté. Donc à la fois, il faut choisir l'hôpital et le chirurgien. Il ne faut pas choisir n'importe qui. Voilà. Câu hỏi cuối cùng, thưa bác sĩ, những bệnh nhân sẽ cần phải tiến hành những xét nghiệm nào trước khi được phẫu thuật nội soi phụ khoa? Trước khi làm phẫu thuật nội soi, bệnh nhân phải làm các xét nghiệm chung như đối với các phẫu thuật thông thường, nghĩa là không có xét nghiệm đặc biệt phải làm trong phẫu thuật nội soi. Bệnh nhân phải gặp bác sĩ gây mê, làm các xét nghiệm máu thông thường. Ngoài ra, đối với các bệnh nhân lớn tuổi, có vấn đề về hô hấp thì sẽ không thể chịu được một cuộc mổ kéo dài như đối với phẫu thuật nội soi. Vậy nên, đối với một số bệnh nhân, phẫu thuật nội soi có thể không thích hợp. Xin cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của bác sĩ. Thưa quý vị và các bạn, và cuối cùng, để quý vị và các bạn sẽ có được những ca phẫu thuật thành công, thì xin mời quý vị hãy xem qua những điều lưu ý quan trọng sau đây. Ngoài những ưu điểm như không gây đau đớn cho bệnh nhân mất ít máu, vết thương mau lành, thì phẫu thuật nội soi vẫn có thể gặp phải những tai biến. Do đó, cần tư vấn kỹ bác sĩ trước khi tiến hành phẫu thuật nội soi phụ khoa. Chọn những bệnh viện chuyên khoa phụ sản có uy tín, có máy móc hiện đại và đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm để thực hiện phương pháp mổ nội soi phụ khoa. Sau khi phẫu thuật, bệnh nhân chỉ cần ở lại bệnh viện từ 1 đến 2 ngày. Bệnh nhân vẫn có chế độ ăn uống, sinh hoạt như bình thường, nhưng cần lưu ý tránh vận động mạnh để không làm tổn thương vết thương sau mổ. Còn bây giờ xin mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng nhau đến với mục tận hưởng cuộc sống.